Không. Vâng. Và hôm nay là ngày 20 tháng 9. Hả? Vâng. Đồ Gỗ Tùng Táo xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 âm lịch năm 2018. Là đúng 7 giờ tối đã bàn giao chiếc sập thờ chân 17 và gỗ Mita cho anh Nguyễn Ngọc Thiện. Vâng. Ở khu chủ doanh nghiệp nước sạch. Chuyên cung cấp nước sạch cho mấy tỉnh phía Bắc mình. Anh Nguyễn Ngọc Thiện ở xã Cát Chủ, và hôm nay là đúng 8 giờ tối ngày 20 tháng 8 âm lịch 2018 rồi. Đã bàn giao cho anh chiếc sập này, anh rất ưng ý. Chiếc sập bằng gỗ mít chân 17 và có kích thước là 1m97, rộng là 97 phân, cao 1m17. Và đây anh là chính anh là Nguyễn Ngọc Thiện, anh chủ nhân của chiếc sập này đây. Rất ưng ý chiếc sập này đây. Còn chiếc sập này là anh đã yêu cầu tôi chọn 100% mà không vết Mita. Nguyên lõi trần lõi Mita là gì, không vết vát, một không tì vết luôn. Đó, anh nhìn nào, không tì vết Mita mà chọn cái này hơi khó đấy. Ở Mita có sát sẹo mắt mũi không? Đấy, có thể làm tới mấy chiếc dạ anh ấy ưng ý, anh ấy cho lắp chiếc này là anh rất ưng ý. Rất hợp với không gian nhà anh luôn, quá đẹp rồi. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn nhé quý khách đã theo dõi clip này nhé. Đồ Gỗ Tùng Táo xin chúc sức khỏe toàn các bạn nhé. Xin gặp hôm nay chỉ chưa ấy nhỉ, tôi sẽ